anh đầm đó, anh thấy á, làm như đi xuống dưới cõi âm á, anh thấy cái người ta y như mình vậy đó, mà cái đầu lúc nào cái chén cũng quấn quý cầm rết đó, đúng không? Rồi cái bắt đầu á, một hồi á thấy đâu mở quý cầm rết cái mình đang nằm trên giường bệnh khuya 12 giờ đêm, có tiếng nữ nó đi ngang vòng vòng cửa sổ bệnh viện, nó kêu anh Đăng ơi, anh Đăng ơi, nó kêu mình nó vừa run ghê lắm. Nó anh Đăng ơi, tối nay cho em vô nằm với anh, ngủ với anh được không? Nó dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. À, thì hôm nay Bùi Hồ một lần đi lên tình cờ lên Sài Gòn và biết được một cái hoàn cảnh của một cái chú bị tai biến, thì bác sĩ chẩn đoán là chú này thì bị tai biến rất là nặng và có thể là không qua khỏi, nhưng mà một lần cố dịch dị sống dậy thì chú lại có những cái câu chuyện tâm linh rất là gợn người, và đặc biệt ngôi nhà ngoài sau lưng cô bác quý anh chị thấy đây là một cái trái rất là nhỏ, bề ngang khoảng 1 mét vuông, chú vẫn đang sinh sống ở trong này. Tìm qua đây thì để tìm được cái địa chỉ này thì cũng không dễ đâu. Thì câu chuyện như thế nào về năm xưa, về chú Tuấn chết đi sống lại, kể những cái câu chuyện tâm linh gần người, xin mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ nha. Dạ con chào chú. Anh chào em trai. Dạ. Em tìm qua đây với một cái thông tin là trước đây thì anh bị tai biến, coi như là mạch máu não, xuất huyết não. Dạ, coi như là bác sĩ chê rồi vì anh có dạ đem về hậu sự đi, chứ bây giờ máu nó lan gần bít não, đưa đi cấp cứu trễ quá, bác sĩ nói càng sớm là thời gian vàng cấp cứu được, còn bây giờ để nó nặng quá rồi mình đâu có biết. Hồi xưa là tai biến nó đâu có phổ biến nhiều đâu mà biết, tưởng đâu cảm cúm rồi thôi, ngồi chơi em chứ. Dạ xong rồi cái lên bác sĩ nó đưa trễ quá thôi, bây giờ chỉ còn một cách là chích cái mũi thuốc gì đó vô mà nó xuất huyết, nó không xuất huyết nữa đó thì hoặc mai có thể sống, còn nó không cầm là coi như là đi luôn. Thôi nó cầm nó không xuất huyết nữa, sống xong cái chuyển qua di chứng liệt nửa người luôn. Nó xảy ra bao nhiêu năm rồi? 2/9/2013, nay là 7 năm rồi, nay 2020 đó, 7 năm. Mình điều trị ở bệnh viện là bao lâu? Nằm bệnh viện ở 1 tháng, nằm cấp cứu là phòng chăm sóc đặc biệt 2 tuần lễ, rồi đưa ra phòng hồi sức nằm 2 tuần nữa, rồi bác sĩ chụp lại cái não xong rồi cho xuất viện về nhà luôn. Nằm chỗ ngồi chỗ vậy là 7 năm trời. Nằm bệnh viện 1 tháng. Lúc đó bác sĩ chuẩn đoán mình nói sao? Bác sĩ nói là xuất huyết não bởi mạch máu não. Dạ. Mà không biết sao bị vậy nữa. Ngủ đêm sáng vậy tự nhiên liệt nửa người. Dạ. Xong rồi mới đưa chỗ phòng trọ đó, người ta nằm tới trưa luôn, cái người ta thấy cái gì sao tự nhiên co dựng hoàng quắp tay chân, đứa giải nó chảy ra sùi bọt mép, chủ nhà trọ sợ quá ra kêu công an khu vực vô á, ở trên Bình Dương. Dạ. Để chứng ký đưa ra chập xá chứ đâu có làm gì được đâu, đâu phải bác sĩ đâu, đo huyết áp đồ cao quá không biết sao cái mới chỉ vậy lên bệnh viện thủ đức xong rồi cái cấp cứu. Thì lúc đó thì anh coi như là hôn mê sâu, không biết gì luôn. Không biết gì luôn, bơi bán không biết mà, xuất huyết não mà sao biết được gì đó. Thì trong lúc đó thì anh có nghe kể rằng là anh có gặp những cái câu chuyện tâm linh liên quan đến cõi âm. Cõi âm. Anh có thể kể cái câu chuyện đó cho em nghe được. Cái câu chuyện này nó mới là ly kỳ. Anh đầm đó, anh thấy á, làm như đi xuống dưới cõi âm á, anh thấy cái người ta y như mình vậy đó, mà cái đầu lúc nào cái chén cũng quấn quý cầm rết đó. Đúng không? Rồi cái bắt đầu á, một hồi á thấy đâu mở cái cầm rết cái băng cho cái đầu ra cái lỗ cái tô vậy đó, nhìn thấy trống lỏng à, không có mắt không có gì, không có não không có gì hết, mà chân tay bình thường ấy, nhưng mình mặc đồ cũng lịch sự lắm. Xong cái cuối cùng á, em trai biết sao không, nói chú ơi con khát nước quá cho con xin miếng nước uống, cái ông đưa cái chai nước cho mình, cái ông đấy tay con lẹ khui con đi, cái ông khui rồi ông đưa mình mới để vô bị cái thấy bên kia có con nhỏ đứng bên kia cầm nguyên cái máy giống như máy điện thoại nó bắn cái nguyên cái đinh ghim vô cái đít chai, cái nước nó chảy ra mình đưa lên bị uống không được, đói quá chú ơi cho con xin tô mì ăn, bưng tới cho tô mì luôn, bị gói đàng hoàng, đang đói mà lấy đũa gắp bỏ lên cái cũng bị cái đinh bắn vô cái đít tô mì rồi nước nó chảy ra hết, không còn biết ăn nữa, ăn không được uống không được. Rồi mình nằm trên giường bệnh đó mình thấy bị chói hả, hai tay hai chân hết, khát quá đó bác sĩ ơi cho tôi xin miếng nước uống, tôi khát quá khát,
cái tự nhiên thấy hả, bốn sợi dây nó chói mình, nó mở ra, cái mình chuẩn bị mình leo xuống mình đi uống nước, cái nó quấn, nó giật mình lên giường trở lại, nó không cho mình đi. Rồi đói quá nó, bác sĩ ơi cho tôi xin cái gì tôi ăn, tôi sắp chết rồi. Thấy nó chi chả giò nó liên quan gì đó, nước bắp thì chở một lần cái thùng phi vô đó, nó nói chở chú để làm xong lấy cho ăn, mà ăn đâu có được, không ăn cái gì được. Cái với lại thấy đi vô mình đang nằm trên giường bệnh khuya 12 giờ đêm, có tiếng nữ nó đi ngang vào vòng cửa sổ bệnh viện, nó kêu anh Đăng ơi, anh Đăng ơi, nó kêu mà nó vừa run ghê lắm. Nó anh Đăng ơi, tối nay cho em vô nằm với anh, ngủ với anh được không? Nó không có được. Nó nói em vô không có ai thấy đâu, nó làm một cái phúc. Mình thấy nó chui vô cái bình đàng hoàng, cái bình lấy cái tay của mình dở cái bệnh ra, mình thấy đâu có thấy ai đâu. Đó. Ngày nào nó cũng kêu tên. Rồi cái đêm thứ nhất, lúc mà mình nằm cấp cứu đêm thứ nhất thì mình thấy một ông già với thằng thanh niên, nó lên nó đứng ở đầu giường mình đó, nó đứng nhìn nhìn mình hoài. Cái mình mới nói, mình nói dạ chú, sao chú là chú kiếm con có gì không? Nó nói tao kiếm tao bắt mày đi, hỏi chú bắt con đi đâu rồi mày sẽ biết. Ngày thứ hai tiếp tục, cái mình nghĩ bậy, mình nghĩ chắc bánh mình bỏ trong cái tủ sợ không ra với thằng đó lấy ăn cắp bánh mình ăn. Xong cái ngày thứ ba lên nữa, ủa sao chú ngày ba nay ba ngày lên, tao hẹn mày đến cuối tháng tao lên sẽ gì dắt mày đi, sống tới giờ luôn. Rồi mình về tới nhà này nha, mình nói thiệt, cái giọng mà nữ đó, mình vẫn ám ảnh bên hai cái lỗ tai mình, đã kêu anh Đăng ơi, anh Đăng ơi. Mình sợ quá, mình mới niệm chú Đại Bi, mình niệm chú Đại Bi trong vòng một tuần lễ, chụp sức cái giọng đó đi luôn, là hai lỗ tai hết nghe cái tiếng đó. Ghê lắm, mình nằm hả trong bệnh viện đó, cái mình thấy hả, tự nhiên nó ngồi trên cây quạt mà ba cánh quạt trần á, nó quay vòng vòng vô cái trong chống trực thăng vậy. Cái tự nhiên nó tới gai cái giường mình đó, nó hỏi anh ngồi dậy không, em kéo ngồi dậy, nó ngồi cái nó đưa hai cái tay đó ra là hai cọng sợi dây điện đưa xuống gai cái giường mình, cái đó anh nắm vô đó đi, em kéo lên cái quạt máy từ từ nó cao lên như trực thăng lên vậy đó. Cái bắt đầu nó kéo mình bật ngồi dậy, xong cái mình đi vô một cái chùa, cái chùa Phật tử ngồi đông lắm, lớn lắm, mà vừa thấy không có thờ gì hết, không có thờ Phật gì, thờ hai ổ bánh mì. Cái có ông từ dưới chùa cũng ngồi trên cây quạt đó đó, quay vòng vòng, cái tự nhiên mình thấy vách tường tự nhiên đang mở cửa nó đóng kín mít lại hết luôn. Mình ơi, bác ơi cho con ra, cái sao đóng hết vậy, sao con ra, mày vô đây rồi là không có ra được. Trời ơi, mình hết hồn, mình nói rồi thôi rồi. Cái tự nhiên cũng cái cô người nữ lại rồi kéo mình về, mới hỏi bây giờ anh muốn ra không? Nó muốn chứ, trong đây chết sao, nó anh muốn ra, nói một tiếng yêu em đi, em mở cửa cho ra. Mình nói anh yêu em. Cái tự nhiên hai cái vách tường nó hở ra giống như phim Bali, mà ba bốn mươi tên cướp, mấy cướp về nó đọc câu thần chú, mở ra cái vô cái nó đóng khép lại vậy đó. Là mình nghĩ cái dòng nó về nó theo mình, tại vì mình xuất viện không có cúng, tại vì cái giường mình nằm ở, nhiều khi có người chết nó mới chết mình nằm lên mình cũng không biết đâu, bệnh viện mà em biết rồi. Chắc nó theo về tới già đó. Giờ anh tụng chú Đại Bi chụp sức đó đó. Anh tự tụng hay là ai hướng dẫn anh tụng? Mình tự tụng. Tại lúc nằm bệnh viện á, lúc mà mình khỏe rồi mình có về mình nằm thêm một cái bệnh viện đi không có trì nữa, ngoài Nam Kỳ cái ghế quận 3 là số 87 á, thì có mấy sư cô thực tập có cho mình cái cuốn chú Đại Bi á. Đó anh rảnh anh làm anh học. Mình học mình thuộc 84 câu. Thì em thấy ở nhà anh vẫn có bàn thờ của Quan Âm. Cái bàn này là coi như là một mạnh thường quân. Tại vì mạnh thường quân này người ta cũng tu tại gia, người ta cũng là thầy trị bệnh. Lúc trước người ta cũng coi trên mạng đó, cái người ta mới vô người ta giúp mình được gài tại nhà sao á. Cái người anh mới nằm anh kêu ba anh kể đó, tôi nằm tôi thấy cô mặt mà không có thấy mặt, thấy mặt nguyên mà bộ đồ trắng cái đồ dài y như mẹ Quan Âm vậy đó. Cô đứng, cô đang đứng ngoài bãi biển, cô quắt tôi. Lúc đó tôi thấy tôi đi được, tôi đi tới cái cô càng thụt lùi, tôi đi tới cô thụt lùi, cô cứ quắt tôi tới cô thụt lùi, mà tôi không thấy được mặt cô, tôi thấy chỉ có bộ đầu trắng vậy thôi. Tôi kể cô nghe, cô nói là đó mẹ Quan Âm Nam Hải, để cô thỉnh cho tự mẹ Quan Hải đứng là về nhà thờ. Cô mua cho cái bàn với cô thỉnh được mặt về thờ. Là hàng đêm mình đốt nhang với mình chịu khó mình trì chú, để cho mình giải cái nghiệp mình bớt. Hiện nay thì anh ở với ai anh Tú? Ở có một mình thôi. Dạ. Không có vợ con. Ông già hàng ngày bưng cơm cho ăn. Nhà cha bên đây. Sát bên.
ông già đây 80 rồi, ông ở với lại ba đứa em con ruột của ông. Dạ. Còn anh là con nuôi. À. Vậy là anh chỉ ba nuôi đem cơm của anh, không có lao động gì hết. Không lao động, không đi đứng gì được. Nhờ sợ hỗ trợ của ông. Từ ngày đó xong giờ anh có sợ ma không? Không. Về đây thì sợ, nằm bệnh viện sợ. Nằm bệnh viện ghê lắm, thấy tùm lum tà la. Trước đây cái công việc của anh là làm gì anh? Thợ bọc với hớt tóc. Dạ. Rồi thợ hồ ép lăng ti đủ ghê á. Dạ. Là trước giờ mình ở đây luôn ha? Trước giờ ở đây luôn. Không, lúc chưa không có ở đây, ở trên Bình Dương. À. Đi làm thợ bọc có bước nhà trọ ở chợ rồi mới bị đây ra. Ông già mới làm cho cái trái này để về dưỡng bệnh. Dạ. Lúc trước không có ở đây, ở trên Bình Dương cũng lưu lên lắm, đi tứ xứ Campuchia rồi đi tùm lum tà la độc thân quá. Chỗ nào có tiền làm có tiền sống được là cứ đi thôi. Dạ. Quan trọng là mình ở đời mình sống tốt. Sau lúc mà anh nằm, anh hôn mê là khoảng 15 ngày. 15. Thì anh gặp được toàn bộ những cái câu chuyện đó hay sao? Đúng. Chứ mình tỉnh làm sao mình biết được mấy câu chuyện đó. Dạ. Chỉ có mấy người sắp coi như đầm nửa của thập tử nhất sinh. Rồi sao tự nhiên anh hồi phục lại, bác sĩ chích thuốc nó hồi phục lại hả? Bác sĩ chích thuốc vậy đó, không xuống nguyên đảo nữa đó. Xong rồi chị ấn cho mình uống thuốc hàng ngày, vô 37 chai nước biển đạm. Lúc đó hả, 58kg đùng đổ bệnh ra cái còn có 38kg. Nghe người ta nói vô hả, tới 37 chai nước biển đạm luôn. Ghê không? Dạ. Đang khỏe mạnh vậy đùng ra cái liệt. Ghê. Bởi vậy á, anh nói em trai nghe với con kính thưa ông bà cô chú bác, con xin chào nãy giờ người mới vô đầu con quên chào ông bà cô chú bác anh chị Mạnh Thường Quân. Con có lời khuyên ông bà cô chú bác anh chị Mạnh Thường Quân, hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe hàng sáng, tháng sáng dậy sớm mình tập cái động tác nào nhẹ nhàng cũng được, lớn tuổi tập nhẹ nhàng còn khỏe thì mình chạy bộ ra công viên được, để cho máu huyết lưu thông, với lại mình không biết cơ thể mình con người mình nó bệnh nó khác lúc nào. Bây giờ là con thấy là tim mạch là đái tháo đường là rồi cao huyết áp là mấy cái đó là nó dẫn biến chứng đến là dễ bị đột quỵ lắm. Mà đột quỵ bây giờ con thấy đột quỵ là đứt luôn á. Đột quỵ cái đang khỏe mạnh gì tự nhiên đánh răng xúc quỵ cái sụi xuống quỵ xuống chết, hay là đang tắm quỵ xuống chết. Anh bây giờ nguyên cơ thể anh là cử động không được hết, ở phần dưới là cử động không được. Chỉ có nửa bên đây được thôi. Dạ. Bên liệt là đâu có được, bên liệt đâu biết gì đâu. Là bên trái. Bên trái là không được. Không được. Chỉ có sử dụng được bên phải thôi. Dạ. Trước đây anh có tin vào Phật pháp không? Có chứ. Tại vì 15 tuổi mình có ở dưới chùa mà. Dạ. Dưới chùa Bảo An Tự với Cần Thơ. Tối mình mặc áo cà sa mình lên mình vọng đại hồng chuông, cái chuông có ba cái mặt trăng với cái chài bự á, mình vọng cái mình nghe kinh kệ với mình thuộc. Đã 15 tuổi ở dưới chùa. Tại hồi đó ông già ông xíu quậy quậy ông đi học tập cái tạo nhà khó khăn á, giải phóng quá giờ mà thời bao cấp. Đi xuống dưới ở mà lúc trước ở dưới vô lắm mình không có muốn về. Ông già nhớ mình kêu mấy ông thầy sư đưa mình về già giùm. Mình không chịu về luôn, thầy nói thôi ba kêu về về đi. Mình mới chịu về đó. Ở dưới chùa vui lắm. Rầm cái ngoài những cái câu chuyện mà anh gặp vậy thì có cái câu chuyện nào nó ghê nữa hơn trong lúc mà anh hôn mê không? Anh nhớ lại, hiện giờ nhớ lại. Nghe nói là anh có gặp đầu trong mặt ngựa hả? Ừ. Cái người nó y như mình bằng cái đầu cái đầu đó là đầu con trâu. Và ở dưới hả, cái màu nó xanh như cái màu vách tường vậy nè, không có ánh đèn như mình, giống như cái kiểu mà nó âm u tối tối màu xanh xanh như ghê lắm. Chứ không phải như trần gian mình. Cái màu đó nhìn mà nó vẫn thấy đường đâu bình thường. Cái màu ghê ghê lắm. Dạ. Và chuyên gia là anh gặp cái con nhỏ nó hoài nha. Anh đang nằm giường phải không? Cái tự nhiên anh thấy nó cho anh cái điện thoại nữa. Bây giờ anh mới nhớ cái điện thoại. Cái nó đưa nó cho anh xong cái đến ngày mà anh xuất viện anh lên taxi anh còn rờ túi anh hỏi người già, ủa cái điện thoại hôm qua anh nhớ đậm nhỏ kìa, trong cái trò có trong túi hôm qua nó nói điện thoại nào có cái điện thoại nào đâu. Thấy gần xuất viện về nó cho cái điện thoại nữa, điện thoại của bắp á. Bây giờ anh mới nhớ mà gặp con nhỏ đó không à. Rồi cái bây giờ anh mới nhớ được cái anh thấy bữa đó nó cho em gửi cái túi ba lô em đi chơi. Cái bữa đó mình ở nhà mình tò mò cái mình mới lục túi đó mình thấy sao cái ba lô nó còn cứ gắt, rồi mình lấy dao mình đâm mình rạch ra một đường, cái tự nhiên cái nước gì mà đen đen trong cái ba lô nó chảy nó xì á. Cái hội nhỏ nó quay về nó, ủa cái ba lô của em ai đâm vô nó lủng vậy, em đựng cái gì chẳng có sao nước không vậy. Cái đó không nói gì em buồn
im luôn. Là từ ngày anh tụng Chúa Đại Bi bây giờ là không theo nữa? Không, không nghe luôn, biệt tâm luôn. Lúc trước cái lỗ tai anh lúc nào cũng văng vẳng, cứ anh Đăng ơi, anh Đăng ơi, anh Đăng ơi. Đó nó cứ kêu vậy. Mình thì nghe cái tiếng nó đứng lại ngoài cửa là. Nhưng mà cái đó nó kéo dài bao lâu anh? Mình không biết đâu, mình nào mình đâu cái đâu cũng phải là 4-5 ngày gì đó cái mình mới tụng Chúa Đại Bi. Nhưng mà thường thời gian nào như là cả ngày luôn? Ừ, sáng quy ngày luôn, cứ nghe văng vẳng hai cái lỗ tai mình cứ kêu tên mình vậy đó. Cái mình bực quá mình mới tụng Chúa Đại Bi một tuần lễ chục sức, không còn nghe nữa. Ghê. Nhưng mà... cái số mình chưa có đi, coi như nó còn nửa bên cõi trần, cõi tạm, nửa bên là cõi kia. Một chân bước vào cửa tử á. Trời ơi, chân bước vào cửa tử đó. Rồi em cảm ơn anh rất là nhiều nha anh Tuấn ha.